Nam Định với Viettel 17 giờ ngày 12 tháng 7, Nam Định sẽ có trận tiếp đón Viettel trên sân nhà thuộc vòng 15 V-League 2019. Cập nhật thông tin trước trận, đội hình ra sân, link trực tiếp dưới phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá. Sự tăng cường nhân sự ở giai đoạn lượt về đang giúp cho đội bóng Thành Nam có được sự tự tin nhất định. Dù thi đấu trên sân khách trước Bình Dương ở vòng 14, nhưng Nam Định mới là đội có được bàn thắng dẫn trước với pha lập công của Gustavo Adolf Santos. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng lại không bảo toàn được thành quả để cho đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 đầy tiếc nuối. Trở về sân nhà ở vòng 15, Nam Định sẽ tiếp đón Viettel. Đây được xem là trận đấu thú vị bởi hai đội đều có những tiến bộ nhất định trong thời gian gần đây. Nam Định có lợi thế hơn nhờ điểm tựa sân nhà. Chảo lửa Thiên Trường luôn giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng thi đấu hưng phấn và từng khiến cho nhiều đối thủ mạnh như Hà Nội FC cũng phải ôm hận. Chính vì thế, cổ động viên Nam Định có quyền hy vọng vào một chiến thắng của đội nhà ở vòng 15 này. Nhưng Viettel đang cho thấy được sự lột xác sau giai đoạn lượt đi. Dưới sự huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên, Viettel đã một lần cầm hòa Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 18 cúp quốc gia và thua trên chấm 11m. Sau đó một tuần, đội bóng áo lính đã khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh ôm hận ngay trên sân hàng đẫy với tỷ số 1-0 thuộc vòng 14 V-League 2019 vừa qua. Ngoài sự bổ sung về ngoại binh, Viettel đang có được dàn cầu thủ nội phong độ ổn định như Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn. Do đó, hậu duệ thể công vẫn có thể hy vọng vào một kết quả có lợi ở vòng 15 V-League 2019 khi hành quân đến làm khách trước Nam Định. Cuộc đối đầu giữa Nam Định với Viettel sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 12 tháng 7. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.